Rồi, chào anh em và các bạn. Cái này của em 18 cũng lúa sạ nha anh các bạn. Lúa này của anh Lành, anh cò Lành hồi nãy đó các bạn. Thì tương đối thì lúa của anh Lành với một số miếng lúa xung quanh thì cái màu lá hồng 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 hơn cậu chính chiến. Thì ở bên tay trái mình cũng là của em 18 cũng lúa của chúng hai chiều. Của anh Lành thì tương đối bông cũng dữ lắm nha các bạn. Mình nhìn thấy hai khớp nè các bạn, thì bên đây anh Lành là nó tương đối cái màu nó hơi sẫm đen hơn, còn bên kia của cậu chín thì màu tươi hơn, đẹp hơn. Mà hiện tại thì lúa của cậu chín cái độ chín nó chín hơn lúa bên anh Lành, nghĩa là cái nó vào gạo tốt hơn đó. Thì nó hoàn thành cái chu kỳ nó vào gạo nó tốt hơn. Thì nếu mà cắt chung một ngày thì cái lúa bên cậu chín nó sẽ nặng hơn cái lúa bên đây, tương đối nặng hơn. Thì chúng ta về chúng ta sấy và chúng ta sàng lại thì nó ít có nhót ha, độ hao hụt ít hơn. Nói chung lúa anh Lành thì tương đối cũng trúng các bạn, chứ không phải là không trúng. Có cái là màu lá nó không đẹp đây. Và cái tiếp là lúa cậu chín nữa đây, này cũng cặp ganh không à. Nguyên khu này là giống M18 hết. Rồi, tối rồi các bạn ơi. Vô các bạn ơi. Rồi, mến chào tất cả anh em và các bạn.